Hay quá. Mẹ tao có giờ bóng bên đầu đi ra chết rồi. Rồi. Hay quá, luôn luôn. Ông đặt cái rưới đâu? Ông biết đặt cái rưới đâu? Biết đặt cái rưới đâu? Rưới đây, Ghost Slayer, đặt cái rưới đi. Đặt cái thùng rưới đó. Đặt cái thùng rưới đó. Em bê, ừ đúng rồi. Nói đi giùm tao, hiểu mày. Xin chi ông tôi đập vậy? Mày là mấy thằng cháu điên á. Mấy thằng cháu điên mà thường đi. Làm ơn chị có thể im lặng một tí. Chị nói cái gì nghe là hiểu được chết liền ấy. Đừng có để hai sinh viên cùng nhau, nó toàn cái một chết cái hai giờ. Được không? Nên mua cho nó hai sinh viên ra đúng. Nó xây bắn chết luôn ấy. Hello, fit. Chị có quyền không cần phát biểu. Mày lên mua lên cho nó một thùng bia nó xuống ấy. Chết rồi.